Xin hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy thưởng thức trên kênh Phong thủy may mắn. Kính chúc quý anh chị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Người xưa cho rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn xuất phát từ sâu trong nội tâm. Tướng mạo thể hiện thái độ sống. Có người có lòng đẹp thì tướng mạo cũng xuất chúng và có thái độ sống đẹp đẽ. Đó chính là phúc tướng mà người đời vẫn theo đuổi. Thật ra, ngoại hình mỗi người không nói lên được tâm tính bên trong của họ. Tuy nhiên, việc chọn lựa một cuộc sống an yên, sống với nội tâm của một người tĩnh lặng, lạc quan, từ bi và thiện lương thì người đó sẽ có được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và khuôn mặt phúc hậu. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy May mắn xin mời quý anh chị và các bạn sẽ tìm hiểu về cách mà tướng mạo thể hiện tính cách và thái độ sống của chúng ta như thế nào. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn hãy ủng hộ kênh Phong thủy May mắn bằng cách nhấn like và theo dõi kênh miễn phí để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đầu tiên, tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh là gì? Tâm sinh tướng hay tướng do tâm sinh là cách nói xuất phát từ quan niệm văn hóa truyền thống mà cả Phật giáo và Đạo giáo đều đề cập đến. Đây là một kinh nghiệm về cách nhìn người, hay nói đúng hơn là sự ảnh hưởng của tâm tính tới dung nhan, tướng mạo của một người. Tướng ở đây chỉ tướng mạo là vẻ bên ngoài của sự vật, chính là hình tượng của sự vật mà con người vẫn trông thấy trong cuộc sống. Tướng do tâm sinh, tức là nội tâm của một người như thế nào thì sẽ biểu hiện ra tướng mạo bên ngoài. Hay nói cách khác, sự thay đổi muôn hình vạn trạng của sự vật là do sự thay đổi của tâm con người mà ra. Nhờ đó, có thể thông qua diện mạo bên ngoài của một người để biết được tâm tư và hành vi của người ấy ra sao. Còn Trung Y thời xưa cho rằng, nếu nội tâm của một người tĩnh lặng, lạc quan, ngay thẳng, thiện lương và từ bi, thì cơ thể của người ấy sẽ hoạt động một cách trơn tru. Người đó đương nhiên sẽ có một sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan và trạng thái minh mẫn. Đặc biệt là nhờ tinh thần tốt nên dung mạo cũng trở nên phúc hậu hơn. Đây chính là phúc tướng mà ai cũng mong muốn được sở hữu. Phật gia dạy rằng tâm sinh tướng, tướng đẹp quyết định bởi tâm. Tức là mọi vật, mọi người trông thấy chưa chắc đã là thật. Tướng ở đây chỉ là thứ giả tưởng, hư ảo, chứ không phải là chân tướng. Qua đó nhắn nhủ mọi người không nên chấp nhất vào tướng để sống hạnh phúc hơn. Trong Tứ Khố Toàn Thư có ghi: vị tương nhân chi tương, tiên thính nhân chi thanh. Vị thính nhân chi thanh, tiên sát nhân chi hành. Vị sát nhân chi hành, tiên quan nhân chi tâm. Ý muốn nói rằng, đừng chỉ nhìn vào tướng mạo của một người mà đánh giá về bản chất của người đó. Trước hết, hãy nghe thanh âm của người ta. Đừng nghe thanh âm mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ta. Đừng quan sát hành vi mà trước tiên hãy xem xét cái tâm của người ta. Đó cũng là cách để nhấn mạnh rằng tâm quyết định đến cái tướng của con người, rằng biến hóa của tướng cũng là biểu hiện ra bên ngoài của sự biến hóa tâm mang lại. Từ trước tới nay, ta luôn được dạy rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đôi khi trông mặt mà bắt hình dong cũng vẫn đúng. Tướng mạo thể hiện thái độ sống của một người. Người có tấm lòng đẹp thì tướng mạo cũng xuất chúng và có thái độ sống đẹp đẽ. Bởi hình dong, hình dáng không chỉ là vẻ bên ngoài mà còn là tướng mạo, cử chỉ, hành động, ánh mắt của một người là biết ngay cuộc đời của họ có tốt hay không. Tướng sinh mệnh chính là ý này. Tướng mạo thể hiện thái độ sống của một người. Tướng mạo đẹp mắt cần có thiên phú, nhưng tướng mạo để cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái thì bạn phải tự kiềm chế bản thân và giữ gìn. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm với tướng mạo của chính mình. Điều thứ hai, người có tâm địa thiện lương thì tướng mạo đẹp hài hòa. Có những người chỉ nhìn một lần cũng khiến người ta muốn cách càng xa càng tốt. Nhưng có những người sở hữu khuôn mặt khiến người khác cảm thấy thân cận và muốn tiếp xúc thật gần. Vẻ ngoài của một người có liên quan mật thiết đến nội tâm bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh chính là muốn nói điều này. Cho nên bên trong càng thiện lương, tử tế bao nhiêu thì bên ngoài sẽ càng tươi đẹp bấy nhiêu. Người có tấm lòng từ bi, có Phật ở trong tâm thì thường sẽ tỏa sáng từ bên trong con người,
khiến người khác càng nhìn, càng thấy thu hút, sẽ chiếm được thiện cảm. Hay nói cách khác, người nhân hậu ắt sẽ có phúc báo sau này. Còn những người ác từ trong tâm thì sẽ khiến người ta sinh ra ác cảm, chẳng muốn tiếp xúc. Cho dù có thể mang tướng mạo đẹp đẽ thì dần dần cũng sẽ lộ ra những điểm xấu, khiến người khác cảm thấy không ưa. Nếu bạn hạnh phúc thì diện mạo sẽ hài hòa, thoải mái, khiến những người khác cũng cảm thấy rằng hành vi và tướng mạo thật đẹp đẽ, ngay cả khi nhìn chúng có vẻ đơn điệu và mộc mạc. Nhưng tướng mạo của một người cũng sẽ có thể thay đổi. Muốn sở hữu một tướng mạo đẹp thì tâm phải thật sáng. Nếu nội tâm của bạn yên bình và tĩnh lặng, lạc quan và từ bi thì cơ thể của bạn cũng sẽ có chế độ vận hành tốt, khiến cho sức khỏe và tinh thần của bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn. Điều này sẽ tạo ra sự lôi cuốn và hấp dẫn. Tâm trạng sẽ thể hiện rõ ngay trên gương mặt. Tâm trạng tốt thì chắc chắn ngoại hình cũng sẽ được cải thiện. Nếu nói theo khoa học hiện đại, khi trong lòng cảm thấy bình an, dễ chịu và vui vẻ, lượng máu chảy trên bề mặt da sẽ tăng mạnh hơn và làm cho các sắc mặt trở nên hồng hào và sáng bóng. Ngược lại, trạng thái cảm xúc tiêu cực như lo âu, căng thẳng, sợ hãi, rối loạn sẽ khiến lượng máu cung cấp cho da giảm đi, từ đó khiến sắc mặt trở nên khô sạm, thậm chí xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tâm tình không tốt trong thời gian dài còn làm suy nhược thần kinh, tăng quá trình lão hóa. Dần dung mạo sẽ trở nên xấu xí và hung dữ. Cũng như một nhà tâm lý học đã từng nói, tâm tình của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế, vận mệnh của họ cũng sẽ diễn tiến theo như vậy. Vì thế, nếu bạn mong muốn trở thành người xinh đẹp, thì trước hết hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đi đối đãi với thế gian, bởi tướng mạo thể hiện thái độ sống của một người. Khi đó, bạn không những phát hiện ra mọi thứ đều trở nên xinh đẹp, mà ngay cả tướng mạo của bản thân mình cũng ngày càng trở nên đẹp hơn. Điều thứ ba, thiện ác đều hiện rõ trên khuôn mặt. Khi làm việc ác hay một việc gì đó sai trái, tâm địa độc ác, ta có thể giấu được mọi người về hành vi nhưng lại chẳng thể giấu được biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt. Bởi vốn dĩ, tâm sinh tướng, mọi điều thiện ác đều thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Theo triết lý nhà Phật, Bồ Tát Phổ Hiền có nói trong Kinh Hoa Nghiêm rằng nếu nghiệp của chúng ta sinh mà có hình tướng thì chúng chiếm đầy cả không gian. Khi ta nảy sinh ý niệm độc ác hại người thì có thể nhìn ra hình con rắn. Khi nảy sinh ý niệm soi mói chuyện người khác thì hiện ra quỷ vương ba mắt, bốn mắt. Còn với những người có nhân cách méo mó thì nghiệp sẽ có hình dáng là một cơ thể dị dạng. Thế nhưng chúng sinh lại thường nghĩ và làm nhiều điều ác hơn là những việc thiện. Dù cố ý hay vô tình, dù muốn hay không thì tâm của chúng ta chính là một họa sĩ tài ba, là nghệ nhân điêu khắc tài tình nhất khi thể hiện một cách xuất sắc và chính xác những nét cảm xúc trong nội tâm thành đường nét trên khuôn mặt. Có thể một ý nghĩ xấu chưa tạo được thành đường nét, nhưng ý nghĩ đó cứ chất chồng, lặp đi lặp lại thì sẽ tạo thành dấu ấn và khắc sâu trên cơ thể, nhất là trên gương mặt của người đó. Đó chính là lý do vì sao những người xem tướng chỉ cần nhìn mặt của bạn là có thể đoán biết được phần nào về tương lai, thậm chí kiếp sau của bạn sẽ đi về đâu, vì nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của bạn. Dẫu biết không thể chỉ dựa vào tướng mạo bên ngoài để đánh giá về bản chất của một con người, nhưng rõ ràng, tướng và tâm có sự liên quan mật thiết và là chi tiết tham khảo đáng giá khi nhìn nhận về một người. Đó là lý do tướng mạo thể hiện thái độ sống của một người. Vậy chúng ta nên làm điều gì để có thể bồi dưỡng tâm lành để mang đến phước tướng cho bản thân? Để tâm được đẹp, cần lưu ý những điều sau. 1. Người can tâm tình nguyện, có hại chịu thiệt, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Người chịu thiệt, nhân duyên tất sẽ tốt. Nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Con người khi sống có thể nắm bắt 1-2 cơ hội đã là đủ. 2. Người yêu thích chiếm lợi, muốn được hưởng lợi hơn người khác, cuối cùng cũng chiếm không được lợi. Chỉ là nhặt được một bụi cỏ mà mất đi một mảnh rừng rậm. 3. Người luôn ích kỷ, luôn nghĩ đến bản thân hay người thân gia đình mình thì những chuyện tốt đẹp khác cũng tự nhiên không có quan hệ đến họ. 4. Trên đường đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Kỳ thực, có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân ở kiếp này hầu hết là bạn thân ở kiếp trước. Bạn thân ở kiếp này phần lớn là người thân ở kiếp trước. Người mang đến cho bạn phiền não hầu như đều là người mà kiếp trước
bạn đã làm tổn thương họ. Vì vậy, hãy nhớ lấy, hãy đối xử tốt với người thân, quan tâm tới bạn bè bên cạnh mình, khoan dung với người làm tổn thương mình. Đó là nhân quả. Dưới đây là những điều mà những người có tâm tướng phú quý vẫn thường làm. Quý anh chị và các bạn có thể tham khảo để tự mình mang lại phúc báo cho bản thân. 1. Yêu thích, mến mộ việc hành thiện, thường gần quân tử, không gần tiểu nhân. 2. Có đồ ăn ngon, biết chia cho người khác. 3. Biết rõ làm quan sẽ vất vả nhưng vẫn muốn làm công bộc cho dân, phục vụ nhân dân. 4. Làm việc cương nhu, kết hợp hài hòa. 5. Thường tích âm đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, không làm việc ác, không thích sát sinh. 6. Từ nhỏ đã biết giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. 7. Không dè bỉu, ghét bỏ những người ăn may nghèo khổ, thấu hiểu sự đói khát, vất vả của người khác và thường quan tâm, đồng cảm với họ. 8. Kiềm chế bản thân, làm lợi cho người khác. 9. Khi gặp chuyện bất ngờ, tâm không hoảng loạn. 10. Những việc đã hứa hẹn với người khác thì không thất tín. 11. Không dễ dàng thay đổi những thói quen tu dưỡng và tiết tháo của bản thân. 12. Trước khi đi ngủ, tĩnh tâm suy ngẫm về những thiếu sót của mình. 13. Dũng cảm tiến về phía trước, không quá lo lắng về tương lai, cũng không đắc ý về những thành tựu đã đạt được. 14. Không khiến người khác sinh tâm oán hận. 15. Không che giấu lỗi lầm, khuyết điểm của mình. 16. Làm việc bao dung, hành xử với tấm lòng rộng rãi và chu đáo với người khác. 17. Không quên công ơn và sự giúp đỡ của người khác. 18. Không ức hiếp người lành, sợ hãi kẻ ác, không tiếp tay giúp đỡ kẻ mạnh ức hiếp, nhục mạ người yếu. 19. Thương xót, giúp đỡ cô nhi quả phụ và những người gặp nạn, thường làm những việc thiện có ích cho mọi người, nghe thấy lời thiện, việc thiện, làm không biết mệt. 20. Không quên tình bạn, bạn cũ gặp nạn, dốc lòng cứu giúp. 21. Không nói nhiều, không nói những lời giả dối, nói năng rõ ràng, có đầu có cuối, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, không ngắt lời người khác khi đang nói, lại thường nói về việc thiện và ưu điểm của người khác. 22. Khi nhận quà của người khác, tâm từng thấy ngại ngùng. 23. Không chê quần áo thô mộc, cơm canh đạm bạc. 24. Ứng xử biết vuông, biết tròn một cách thích hợp mọi lúc, mọi nơi. 25. Không nhớ tới những cái ác xấu và sai sót trong quá khứ. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập chương trình. Kính chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!